để mà các bạn có thể đấu tắt được các cái DDC cho nó chạy thì các bạn phải hiểu được các cái chân của nó. Chào các bạn. Đấy thì trong cái hệ thống BMS đúng không ạ? Thì chúng ta thường hay nhắc đến các cái con DDC. Đó chính là những cái con như thế này các bạn nhé. Đó. Thì đây người ta gọi là các cái con DDC. Các cái DDC này ấy, thì các bạn biết là nó sẽ có cái chân in và chân out. Đấy, thông thường là như vậy. Đấy, chân in và chân out. Đấy, thì đối với các cái con DDC này này thì nó cũng sẽ xảy ra các cái hiện tượng là nó sẽ bị hỏng các cái chân như thế này. Hoặc là nó mất kết nối toàn bộ cái con DDC này tới cái hệ thống quản lý cấp vùng, tức là tới các cái con như các cái PC đấy, nó không điều khiển được. Đấy, thế mà chúng ta lại muốn là xử lý nhanh bằng cách là cho nó chạy bằng cách nối tắt những cái điểm ở trên con DDC này. Đó thì bản thân trong cái con DDC này thì một số cái dòng là nó sẽ lập trình được theo kiểu là chạy cục bộ, có nghĩa là khi mà có tín hiệu chạy thì bản thân sẽ xuất ngay ra cái tín hiệu van ngay trên cái con như thế này. Đó thì để mà các bạn có thể đấu tắt được các cái DDC cho nó chạy thì các bạn phải hiểu được các cái chân của nó. Thì ví dụ như ở đây nó có cái chân là chân con đúng không? Và chân NO. NO thì nó chính là các cái chân mang cái trọng trách là để chạy các cái thiết bị ở ngoài kia đúng không ạ? Chạy các cái thiết bị. Thì để đấu tắt được thì các bạn đầu tiên các bạn phải xác định được là cái đầu kia nó còn tốt không nhá. Và đấu thì cái nguyên tắc đấu là ví dụ chúng ta nhìn thấy NO và N và chân con đúng không? Thì các bạn cứ nối tắt hai cái chân này lại thì lập tức nó sẽ có lệnh. Ví dụ nhé, mình ví dụ thì ở hai cái chân này thì bản thân nó đang cấp cho một cái lệnh chạy của một thiết bị ngoài kia như là cái quạt chẳng hạn, chạy một cái quạt thì khi mà chạy nó sẽ đóng hai cái chân này lại, nối thông hai cái chân này lại, đấy là cái NO các bạn nhé. Thì các bạn nối hai cái chân này lại. Tuy nhiên đấy thì có một số những cái thiết bị mà trên một con DDC này nó sẽ có ví dụ như là hai cái lệnh để cùng chạy một thiết bị nhưng mà nó chạy hai cái kiểu khác nhau. Ví dụ như là lệnh, một lệnh là chúng ta sẽ chạy biến tần, một lệnh là chúng ta sẽ chạy trực tiếp đúng không? Chạy bypass đấy. Thì nếu như các bạn để xảy ra cái hiện tượng mà đóng cả hai cái lệnh này này thì nó sẽ rất là mệt mỏi vì bản thân trong cái con DDC nó đã có khóa chéo nó không cho chạy. Nhưng mà khi chúng ta nối tắt, chúng ta lại nối tắt một cái chân thôi đúng không? Và khi cái con này này nó nhận được tín hiệu hay là nó tự nhiên nó hết cái chuyện là treo hay là đau rồi nó lại chạy được thì nó đóng cái chân này lại, nó trở thành rất nguy hiểm các bạn nhé. Thì khi mà nối như vậy thì các bạn phải tách bỏ cái con này ra. Đấy, các bạn sẽ tìm cách nào đó các bạn tách bỏ toàn bộ cái con này ra để làm gì, để chúng ta chỉ lối tắt chạy được một lệnh thôi đấy. Hoặc là các bạn sẽ phải nhấc cái chân này ra, nếu chúng ta có hai cái lệnh mà không được phép chạy đồng thời ấy, thì chúng ta phải nhấc một chân ra rồi chúng ta đối tách lối tắt cái chân còn lại lại thì như vậy nó mới đảm bảo được cái tính an toàn của cái việc lối các bạn nhé, chứ các bạn đừng lối bừa đấy. Thứ hai ấy là thông thường cái con DDC này này nó sẽ hay có thêm các cái con dưa le ở dưới nữa như thế này, thì các bạn có thể lối tắt giữa các cái dưa le này đúng không ạ? Đấy là một số cái lệnh thì nó sẽ qua các cái dưa le thêm ở ngoài nếu mà nó yêu cầu cái dòng cắt nó cao ấy. Đấy thế còn thông thường thì đóng thẳng được. Một số cái đóng thẳng đây thì các bạn chỉ việc lối tắt như này thôi nhá. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thường hay phải làm để mà lối tắt cho một cái thiết bị nó chạy. Lối tắt lại để cho một cái thiết bị nó có thể chạy được khi mà cái hệ thống quản lý hệ thống điều khiển này nó bị lỗi. Đấy. Thì thường thì chỉ lối cái này thôi, còn các tín hiệu analog thì chúng ta phải phải có cái cách cấp khác. Đấy, phải có cái cách mà chúng ta tạo ra cái tín hiệu analog, ví dụ như 5V, 7V, 10V nhỉ. Hay là cái tín hiệu tạo dòng như là mini ampere để mà có thể điều khiển được các cái tín hiệu mà nó nhận tín hiệu analog. Đấy, thì còn đây là chúng ta chỉ đầu tắt cái tín hiệu số để cho nó chạy thôi.
nếu mà nó trèo các bạn nhé. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.